Ôi, con cá lóc chà bá lửa luôn cả nhà. Vô rồi, vô rồi. Đây, đúc cái đầu vô còn sống tẻ lên. Ủa. Chết rồi. Trời ơi, con cá lóc. Cá lóc đồng khủng nha cả nhà. Một em đầu tiên. Con gì nữa vậy? Ôi, đang con nữa nè. Vô rồi. Hai em. Hai con chà bá lửa luôn. Ôi, con cá nó chết rồi cả nhà. Trời ơi, con cá nó chết con ký mấy á trời. Vô, vô. Sướng không? Sướng, 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 sướng. Đó. Ui gì? Lát nữa hồi nó mới có cá lóc. Rồi, 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 buông. Cô bán đi. Một em. Ừ, lắm, hai lắm. Em. Hai, hai em. Ba em. Con lý vậy? Vô đây làm cụm cá cha hơn. Cụm cá cha khổng lồ. Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Thì hôm nay thì Tùng sẽ không có đi bắt cua bắt cá gì cả nhà, tại cái lưng của Tùng nó đau quá. Hôm nay thì Tùng sẽ đi quay và chia sẻ cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa cái ao của ông anh. Ao ông anh cạn nè. Đó, ao này nè. Ao này ao nuôi cá cha cá phi nha cả nhà. Hồi nay ổng lên ổng kêu mình đi chích cá lóc. Chích này lắm lắm rồi. Chích ra bên đó nó dí nó dồn ở đây nè. Đi chích cá lóc lên cho ông anh và sẵn bắt mớ cá cha. Và ấy đó có cá thì lát nữa Tùng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà xem nha. Hôm nay thì Tùng không có quải bình được nên đưa anh Quý. Anh Quý anh sẽ chích. Và có cá có gì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho quý ông bà của bác anh chị em gần xa xem nha. Rồi, bây giờ thì Tùng mời quý ông bà của bác anh chị em gần xa trải nghiệm theo Tùng để đi chích cá và trà trải nghiệm hôm nay thử coi chích hết cái ao trong đây được bao nhiêu cá nha. Thì cả nhà xem hết cái video hôm nay nha. Rồi, bây giờ đi thôi. Đâu rồi? Ôi, con cá lóc chà bá lửa luôn cả nhà. Vô rồi, vô rồi. Đây, đúc cái đầu vô còn sống tẻ lên. Ủa. Chết rồi. Trời ơi, con cá lóc. Cá lóc đồng khủng nha cả nhà. Một em đầu tiên. Con gì nữa vậy? Ôi, đang con nữa nè. Vô rồi. Hai em. Hai con chà bá lửa luôn. Ôi, con cá nó chết rồi cả nhà. Trời ơi, con cá nó chết con ký mấy á trời. Quá trời cá lóc rồi. Còn nữa chết nó bốn còn hai con nữa kìa. Trời ơi, ba con bốn con luôn. Nắng quá nó chịu không nổi nó chết cả nhà ơi. Cá lóc này vậy? Nó xì tim á mọi người ơi. Không phải hả? Trời ơi, nó chết con nào nó có kiếm mấy không mà trời. Đang con này cả nhà. Đó, à em. Trời ơi, nó chết. Bắt hết phải rồi. Ừ, con cá nó chết con nào nó chà bá trong kia cả nhà. Lấy giật giật cái gì? Hai con luôn hả? Hai con. Hai con con. Rồi. Con nằm ổ nè. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Nó Tùng chui vô đây Tùng bắt hai con cá ra nha. Một con. Hai con cá lóc. Đây. Hai con cá lóc nha. Chích có vớt nó lên. Mới có điền con khúc ngay trong bụi lá này mà 5-6 con cá lóc rồi cả nhà. Không. Bắt nhiều lắm á, chết. Lấy luôn. Bơm bự nhỏ vậy. Rồi đi lên, nó nói được lên trên kia. Xuống lụm cá lấy cái bao cái lụm cá. Một bụng cá lóc rồi nè. Có
chết dao rồi. Còn còn chứ không chết hết đâu. Biết đâu mò. Chết nhấp thôi đừng biết. Đừng biết. Nhấp. Bị mẹ mày. Cá trà gì? Cái gì? Bỏ. Bỏ nó. Đó đó đó, nổi đó. Hất lên. Ừ. Đó chạy lên. Rồi. Cá trà. Đem đem xuống lấy bông lại đựng cá nè. Lẹ đi. Cũng cá lóc rồi nè, cá lóc nó chết con nào nó ký mấy chết lên đây luôn. Ờ. Chết luôn hả? Kìa xuống coi 4 5 con trong cái lỗ gần ký mấy 2 ký không à. Trời ơi, lẹ đi lỗi xuống đây. Nhỏ lụm luôn đi. Nó nhỏ bỏ đi. Khoan đi từ chỉnh hạ lại, cao quá. Nó cao quá sao cầm, từ. Hồi chích đỡ đi. Đấy. Rồi. Cao quá. Con cá lóc đó, giờ ngay cặn luôn á. Ừ. Thấy lại ngay. Ngay cái mát này nữa không? À biết. Rồi. Cầm thấy. Ôi mẹ vô trong cái vợt luôn đi. Rồi nó ra ngay chỗ này thôi. Chờ nó kêu luôn rồi. Được rồi. Nó tăng lên rồi đấy. Chích cá nó chạy rồi, không được đâu. Rồi. Nó đục cái mỡ cái vợt nó cặn. Chết bả cái cổng. Kêu cao quá rồi, không được rồi. Nó kêu cao quá rồi. Đâu cả. Máy nó kêu cao quá, cá không lên. Để từ. Để cho dục lại vô trong cái vợt đi. Nó dắt lưới. Dắt thì gì bỏ, thằng Hà ở nhà. Gai đủ, cặp thả cá đi. Cầm cái máy quay gì cũng phái rồi. Rồi. Vô. Xuống không? Xuống. Đó. Con gì? Lát nữa hồi nó mới có cá lóc. Cá gì vậy? Đó, lát nó dồn lên trên đó đó, nó dí nữa đó. Đó, cá dột đó. Không à. Quậy như này nó. Ủa, cá trà chạy rồi. Ủa, cá trà chạy rồi. Mới đụng cái đầu, chụp cái này. Thôi, nó lãng á, trời cá gì lãng, bự quá. Mới đụng cái đầu, chụp cái này. Đây nè, đây nè. Ra đây, ra đây bóc. Con gì đó. Đây, chặn đây nè, chặn đây bóc mấy cá trà nè. Đây, đây, dậu chạy luôn. Đó, nó lãng lại, ừ. Từ. Giờ. Đây đang con nữa. Cho vô. Con này sảy quá. Con quý thành bao con quý. Rồi. Mít trên đây nè. Nè. Kìa, cái con cá trá lội kìa. Kìa. Chà bá lửa luôn kìa. Đâu không có cá phi không à? À lấy không? Thôi bỏ đi. Rồi, không nhỏ. Xuống kìa. Chạy ra. Giật đủ mẹ mày bóp mày bóp đụng tao giật gì tao cầm về tao bóp không mà mẹ tao cầm dây vậy đó mẹ nó giật cái muốn chết má nó giật cái muốn chết ôi nó giật cái muốn chết. Chà. Nó có phi bự con nhỏ luôn. Chết rồi. Chết rồi. Cạn quá cạn. Mẹ sống không được cây không sống lậu chứ. Mẹ không ngừa lấy gì sống. Rồi cái vô. Ừ.
xuống bột xuống. Đây. Miết nó đi giật cũng nổi, đủ má. Miết nó miết nó. Nó giật. Giật đâu mà giật, cứ bóp đâu mà giật. Sợ nó giật con cá như nãy nó chết mẹ luôn. Lậu dưới vòng. Trời ơi, nó nó tí. Wow, trời ơi. Má nó bị cào. Nó này chạy xuống, chạy xuống. Đó. Nó quẹo đây nè. Nó ok chạy lên rồi đó. Nó nên nó lạng trọng á. Nó quẹo xuống ừ. Nó ngay nó xịt tim. Nó mới lạnh vô trong đó coi. Đó coi chừng có cái bự nó đó. Đó. Miếng đi. Trời ơi bay ra hắn coi. Ui con cá cha khủng. Một em cá cha khủng lồ. Ăn con nó nó đâu. Ừ. Bơi qua đây luôn. Đó, miếng luôn. Rồi chạy cái lên nè. Vô. Nè, lấm. Từ từ. Rồi lấm lẻ. Rồi. Trời ơi nó dính gai nữa. Ơi cái lóc nó hợp đồng hợp kia. Rồi cái lóc chạm kia. Nó dính gai trong đây. Bẻ cái gai không thôi giật mẹ nó ra. Rồi. Ơi con cá chạy trời má. Sâu lưng. Đẩy lên luôn. Đẩy lại lên luôn. Đó, hai ba con luôn. Từ từ. Miết. Giờ buông ba con luôn. Từ từ. Giờ buông. Con bán đi. Một em. Ừ, lắm, hai lắm. Hai em. Ba em. Con lý vậy? Vô đây làm cùng cá cha hơn. Cùng cá cha khổng lồ. Chí nó ép được nhiều rồi. Đó, đưa lên. Trời, buông. Đây, một con nữa cả nhà. Cũng lộ. Đó nó chạy xuống đó nha chết luôn. Ừ. Đó, một em nữa sừng cây. Trời, con này nó khủng quá. Rồi. Đây. Quá trời con này 4 kg á. 3 kg mấy 4 kg. Vô. Đó, con nó bự đó. Rồi chạy nè. Con nó chạy vô cùng vừa rồi. Bao nhiêu mấy đây nè. Đừng có chạy qua. Ừ. Đó. Rồi chạy lên kia. Mình lên chưa? Vô. Lấy bao anh Quý ơi. Không có đâu, cạn quá nó không lên đâu. Ở đây. Đâu? Đó, không có chạy đó. Đâu rồi? Ở đó cái chỗ ngay bên cây chích con nó. Dò buông.
cho cả rồi. Nhiều lắm vô. Nó mới lặn rồi, nó lặn con rồi. Trong cái lùm này nè, đứng đứng lùm này, nhấp cái lùm này. Còn nữa. Này, nó vô. Con bự kia nó chạy xuống rồi. Đây đây nè. Đưa trong cái lùm đó đó, có một có thôi à. Nó có lóc rồi, những ngáp chỗ này nè quý. Quý quý. Nó lóc chỗ này. Rồi, chạy luôn. Ừ. Cái cha vậy? Thôi lên. Thôi lên. Cái lưới rồi. Bắt da mới được. Bắt nó ra bỏ ngoài luôn. Ôi con cá chà bá luôn nè. Cá ngoài qua tụng. Đụng quá. Sao hồi nãy giờ mấy anh em chích lên thành quả được nhiêu đây nè. Có cái thùng mót nào không bỏ nó vô? Có mót, có thùng bỏ vô nó nuôi có sống thôi. Có thùng mót á, lấy thùng mót á. Đó đụng. Ơi, cá kêu đâm. Mót đựng mẹ giáo rồi có. Ao này nhiều lắm nè. Ao này hả? Má tao ao này đặt cái gì. Đổ 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 bao cho trong bao ra luôn đi, đổ. Đổ đổ trong cái bao đó ra luôn. Đâu đó mày tắm. Để cho nó ngọ, để cá nó ngợp sao đổ ra luôn. Nước nước mày. Mày làm gì? Mày làm gì? Có giờ nước trước nè. Ngồi chỗ đó mà xả xuống đó. Đi ăn trước nè. Nước nè. Không, đưa giỏ đó mày. Đổ mày tắm chứ mày tắm ăn trước nè. Bắt cái chào qua đây nè. Đây đây. Quá trời. Lấy cái chảo ra coi trời. Đó. Nó ăn cũng lớn dữ ta. Một cái lốc kìa. Hai con bự chuột bự. Dướng cái cục. Mày xả ra đi từ từ rồi tám ai biết mặt mặt đi. Ừ, tao ký không? Làm gì? Quá trời. Rồi mẹ đem dưới bán đi. Thua.